Tập 89, mẹ làm bánh kem. Hey, bữa nay cơm tối là món gì đây ta? Thôi, nghĩ hoài phiền quá. Làm đại món thịt tẩm bột chiên ăn với rau sắc nhỏ cho rồi. Mẹ làm ẩu nha. Là mẹ giật mình à. Tự nhiên ở đâu đứng sau rồi nói vậy hả? Đi học về rồi thì phải thưa. Con về rồi mẹ ơi, phải vậy chứ. Con đã về rồi. Mẹ mơ. Có câu chào hỏi cơ bản thôi mà cũng không biết là sao vậy trời. Mẹ ơi. Gì? Mẹ có làm bánh kem được không vậy mẹ? Gì đây? Sao lại hỏi mẹ? Thì là làm bánh kem đó. Không phải là bánh nướng đâu nha. Là bánh kem thiệt luôn. Tất nhiên là được chứ sao không. Nhưng mà mẹ chưa làm lần nào cho nhà mình ăn hết. Muốn ăn bánh kem thì đi mua sẽ rẻ hơn. Mỗi lần làm cái bánh lớn vậy á, nhà mình ăn đâu có hết đâu, sẽ bỏ uổng lắm. Ăn hết mà. Hôm qua mẹ của Kazama đã làm bánh kem cho tụi con ăn rồi đó. Mẹ của Nene cũng hay làm bánh kem nữa. Bởi vậy con cũng muốn ăn thử bánh kem do chính mẹ làm á nha. Không phải là mẹ có đang nghe con nói không dạ? Chỉ có mấy người rảnh rỗi mới làm bánh kem thôi à. Còn mẹ thì bận rộn lắm có biết chưa hả? Con có thấy mẹ bận rộn gì đâu chứ. Bây giờ chỉ là phút thư giãn chút xíu thôi chứ bộ. Từ sáng cho đến tối công việc của mẹ ngập cả đầu luôn á. Không rảnh làm bánh kem đâu. Thiệt ra là không làm được chứ gì. Làm được chứ sao không? Rồi, vậy thì mẹ trổ tài đi. Hôm nay mấy đứa bạn con tới đây ăn bánh kem do chính tay mẹ làm đó. Ai cho phép con tự động quyết định vậy chứ hả? Mấy giờ hả? Dạ 3 giờ. Mẹ ơi, mặt mẹ thấy ghê quá. Làm xong cái này bảo đảm bị căng cơ luôn cho coi. Thằng con thúi. Khi mà mình làm đồ ăn á thì không nên nói từ thúi nha mẹ. Chuẩn bị cái này tới đây là được rồi. Để coi tiếp theo sau đây cho bột nở vô. Sau đó khuấy đều là được rồi ha. Phải rắc bột vô nữa hả? Mà thôi vậy cũng được. Sao lại vậy cũng được chứ? Nên làm lại thì tốt hơn á mẹ. Không sao đâu, khúc này không có quan trọng gì đâu con. Tự nhiên con thấy có một sự lo lắng nhẹ nhẹ. Nhất định ăn được mà. À đúng rồi, còn phải chuẩn bị lò nướng cho bánh nóng lên nữa chứ. Ê Shin ơi, con khuấy đều cái này giúp mẹ nha. Dạ. Lâu rồi không có dùng lò nướng bánh cho nên cũng... có rồi. Nướng bánh thì để chế độ nướng và chỉnh 180 độ C. Ủa, chỉnh nhiệt độ chỗ nào vậy ta? Mẹ ơi, mẹ ơi. Chuyện gì vậy? Mẹ đang chỉnh lò nướng mà. Cái này chẳng có ngọt gì hết trơn á. Hả? Hả? Con đã chấm tay vô rồi đúng không? Thì con chỉ nếm thử coi sao mà. Bánh kem mà không ngọt cũng được nữa hả mẹ? Nói cái gì vậy? Tất nhiên là phải ngọt rồi chứ sao không? Cái này là cái gì vậy? Giờ mẹ bỏ vô nè, đường đó chứ gì. Nãy giờ mẹ quên chứ gì. Làm gì có chuyện đó. Thôi là khuấy đi, khuấy đi. Vậy là xong rồi nha. Còn lại chỉ là đợi bánh chín nữa thôi là hoàn thành rồi. Cái gì đây mẹ? Hả? Vanilla hả? Chút xíu nữa là tiêu rồi. Thơm quá à, cái gì vậy mẹ? Cái đó là hương vani, dùng để tạo mùi thơm cho bánh kem đó. Cái này mẹ cũng quên bỏ vô có đúng vậy không? Mùi hương thật là quyến rũ đó nha. Bây giờ mình cũng có vẻ ngon rồi. Mùi thơm của bánh kem, mùi thơm của bánh kem. Mima cũng muốn xịt nước hoa, anh xịt cho nha. Từ nay đi ra ngoài chơi, mình sẽ xịt cái này cho nó thơm phức lên. Làm cái gì vậy hả? Phá gần hết trơn chai vani của mẹ rồi. Mẹ cứ để ý chai đó mà không làm bánh thì tới giờ bạn con tới liền luôn á.
tiêu rồi. Kiểu này là không kịp rồi. Dạ, dạ xin chào cô. Bạn xin nói là hôm nay cô làm một tuyệt tác bánh kem nên rủ tụi con tới thưởng thức. Tụi con rất vui khi được ăn bánh cô làm. À, một bánh kem thơm quá chân luôn. À, cô chỉ là bình thường thôi, làm gì tới tuyệt tác chứ. Nhưng mà hiện tại bánh kem vẫn chưa có chín đâu á nha. Cô định để bước cuối cùng làm cho mấy đứa xem luôn cho nên mới vậy đó. Rồi như vậy thì bây giờ cô sẽ bắt đầu trang trí bánh kem nha. Hình như bánh nướng chưa được mềm xếp mà nó hơi cứng cứng á mẹ. Đó là cách làm đặc biệt của mẹ đó. Bữa nay cô sẽ làm nhân dâu tây cho bánh kem nha. Trước tiên ta cho lên tầng dưới của bánh kem một lớp kem tươi. Wow. Sau đó chúng ta đặt dâu tây lên. Ủa dâu tây đâu ta? Ủa? Còn nhiêu đây thôi thì không đủ rồi. Công nhận dâu tây này ngon ngọt quá rồi à. Ai cho lấy dâu tây ăn trước như vậy hả? Cuối cùng chúng ta phủ kem tươi còn lại lên bánh để che phần bánh nướng lại nha. Giống như là mẹ che phần nếp nhăn vậy ha. Bây giờ mình sẽ trang trí như vậy nha. Sao mình làm không đẹp gì hết vậy? Rồi, giờ mình cho dâu tây lên nữa là hoàn thiện bánh kem rồi đó. Hay quá. Nhưng mà nhìn bên ngoài sao thấy nó sâu quá mẹ. Lỗi tại ai hả? Lỗi tại ai? Nhưng mà không sao, miễn gì có bánh kem ngon là được ha con ha. Đúng rồi đó. Mời cả nhà cùng ăn. Ngon ha. Vậy hả? Mai thiệt đó. Nếu mà so sánh thì chắc bánh kem ở tiệm bánh ngon hơn nhiều á nha. Vì đó là thợ chuyên nghiệp mà. Ở đó người ta làm bánh để bán mà. Tiệm bánh kem ở trước nhà gà bán bánh kem cho dâu đây nhiều lắm, nên ngon hết đủ chơi luôn. Không phải vậy đâu, ý tụi con là bánh kem của cô cũng ngon lắm ha mấy bạn ha. Dở thì cứ nói thẳng là dở đi, nghe còn thấy dễ chịu hơn đó. Hả? Kazama bị mất hình tượng. Bạn Kazama phát âm chuẩn thiệt ha, mình ngưỡng mộ cậu thiệt á. Tại mình cũng thích tiếng Anh mà. Nghe, chủ nhật tuần này cậu có rảnh không? Rảnh. Cậu đi chơi với mình không? Tới khu vui chơi cho trẻ em ở tầng thượng của trung tâm thương mại Sato á. Hả? Nhưng mà chỉ có hai đứa mình thôi hả? Không sao đâu, chị gái của mình đang làm thêm ở đó mà. Với lại còn có bạn Kana và bạn Natsumi nữa. Vậy mà mình tưởng chỉ có hai người thôi chứ. Dạ, đi nha. Đi. Quyết định nha. Với lại Kazama nhớ dẫn theo bạn của cậu tới nữa cho vui. Thêm khoảng hai người nữa là đủ đội hình luôn rồi. Đúng rồi ha. Quyết định vậy nha. Có gì mình sẽ gọi điện thoại nói chuyện sau. See you. Bye bye. Cái này giống như đang học nhóm vậy ta. Ê, dạ Masao xin nghe. Kazama hả? Học nhóm giống người lớn vậy hả? Masao đi không? Rồi, vậy gặp cậu sau nha. Tiếp theo là, tất nhiên là Bo rồi. Không thể gọi Shin được. Ổng mà tới là lộn xộn lên hết cho coi. Bo hả? Chủ nhật tuần này có rảnh không? Ngày chủ nhật đã tới. Cho con chơi cái này. Chơi nổi. Masao, tới sớm ha. Sớm quá trời luôn. Đâu có đâu, mình cũng mới tới thôi à. Còn chờ Shin nữa thôi đúng không? Không, Shinosuke không có tới đâu. Ủa, vậy hả? Chị gái ơi, bánh hamburger là loại có cho khoai tây vô hay là loại cho bơ vàng vô trỏng vậy hả chị? Nhưng mà em muốn ăn loại nào hơn? Chắc là cỡ size M đi. Mà thôi, lấy size L đi chị ha. Có phải Shin đang ở bên đó không vậy? Sao lại có ở đây vậy ta? Để tôi tới gọi cho. Rồi, vậy chị lấy loại khoai tây và gì đầu tư chị cho em nha. Nè. Shin. Tưởng ai về là Bo hả? Nhưng mà Kazama làm gì đây vậy? Không có gì đâu. Shin tới đây để làm cái gì vậy?
Mẹ mình đang đi mua đồ, mình đang chơi với Hima rồi đi mua bánh ăn. Còn Kazama thì sao? Thầy cũng có chút việc mà. Á chà, Shin cũng có ở đây thì tốt quá rồi. Thôi, tụi mình phải đi rồi. Hẹn gặp lại nha, Shin nha. Hẹn gặp lại sau nha. Thiệt ra thì tôi chưa nói cho Shin biết chuyện gặp nhau hôm nay đó. Hả? Kazama ơi. Tiêu rồi. Xin lỗi để cậu chờ. Không đâu. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Bộ. Chị ơi. Có chuyện gì vậy Kazama? Không, không có gì đâu. Không có gì. Mà mấy bạn ơi, cảm ơn bạn nha. Xin phép được giới thiệu, mình là Kazama. Còn đây là bạn Masao. Rất vui khi được làm quen. Còn đây là bạn Bo. Bo. Còn mình là Yuka ở trường mẫu giáo Sakura. Mình là Kana. Còn mình là Natsumi. Ai cũng dễ thương hết ta. Phải đó. Bây giờ tụi mình chơi trò gì đây ta? Hay là ngồi đây nói chuyện chút xíu ha? Mình muốn biết sở thích và điểm mạnh của các bạn là gì á. Sở thích của mình là gọi các chị gái đẹp đẹp lại nói chuyện nha. Còn điểm mạnh của mình á là trò Trời ơi. Biết ngay sẽ như vậy mà. Như vậy thì sao chứ? Thì tôi đâu có gọi Shin đâu. Cho tôi vô ngồi chính giữa luôn đi mà. Kazama ơi, bạn này học chung lớp với bạn hả? Không, chỉ là chung khóa trong trường mẫu giáo thôi à. Chỉ là người quen thôi. Cái gì vậy? Không lẽ anh Kazama cố tình không muốn quen biết em hay sao vậy? Anh Kazama. Bỏ cái giọng điệu tới ghê đó giùm đi nha. Giờ thì đã hiểu gì sao Kazama không muốn gọi Shin tới đây rồi. Anh đúng là quá đáng đó nha anh Kazama. Anh nỡ lòng nào đùa giỡn với em như vậy sao? Nè. Thôi, nếu được cứ để bạn ấy vào nhóm luôn. Thôi, nếu được cứ để bạn ấy vào nhóm luôn. Nhưng mà rồi quyết định vậy nha. Tụi mình quyết định vậy đó hả? Xin giới thiệu, mình là Nohara Shinosuke 5 tuổi. Điều mà mình tự hào nhất đó là biểu diễn khoe mau đó. Có muốn xem thử không? Không xem. Đúng thiệt là. Quay lại chuyện nói về sở thích nha. Bo thì sao nè? Mình thích sưu tầm nhiều loại đá. Còn Masao rất là giỏi về truyện tranh luôn đó nha. Không dám, chỉ là mình thích truyện tranh thôi. Còn Kazama thì tự tin về giao tiếp tiếng Anh luôn ha. Đâu có đâu. Sở thích của mình là đọc sách bình luận về âm nhạc. Với lại là sưu tầm những đoạn phim về cô bé phép thuật Moebi nữa chứ. Bạn Kazama thích Moebi hả? Đâu có. Nè, Shinosuke, không được nói bậy nghe chưa? Thôi được rồi, nếu bạn Kazama thấy ngại gì chuyện đó thì nói sao cũng được mà. Có gì đâu mà ngại hả? Trời, bây giờ tụi mình giải lao chút xíu nha. Ai cho cậu tự ý quyết định như vậy? Yuka, cậu đi chung với mình đi. Không được. Mình cởi cái này nha. Bên kia cũng cần nhiều lắm đó. Mình nghĩ là sẽ cởi cái này á. Để mình trả tiền cho nha. Hả? Thôi kỳ quá à. Không sao đâu mà, đừng có ngại. Ông đừng có nói gì nữa hết. Rồi lên đây. Cảm ơn nhiều nha. Sao ông cũng lên luôn vậy hả Shin? Đừng có để ý tới mình làm gì. Mà nè, chị gái của Yuka là người thích cho hành vô trong đậu tương, có đúng vậy không? Rồi. Cảm ơn bạn. Bộ. Bạn bị sao vậy? Mình qua bên kia nha. Bên kia hả? Được á. Nè Kazama ơi, cậu đi mua nước ép trái cây đi. Đề nghị ông nghiêm chỉnh lại chút nha. Không hiểu ý gì hết trơn á. Kazama mà chiêu đãi tôi ở đây thì bạn Yuka sẽ ngưỡng mộ cậu lắm cho mà coi. Nói thiệt luôn á. Cần gì mà phải làm chuyện đó chứ. Được rồi. Bạn Kazama sẽ mời tất cả các bạn nước ép trái cây đó nha. Thiệt không? Không phải cái đó. Quá. Bạn Kazama thật là dễ thương quá đi à. Không. Cậu quá khen rồi, quá khen rồi. Ai khen cậu hồi nào đâu. Rồi, đi mua nước ép đi nha. Quá đẹp ha. Cái này gọi tên là gì vậy? Cái này được gọi là khu vườn thiên thần đó. Còn ở trên thì sao? Màn đêm bóng ma đê tô ra. Công nhận vô giỏi thiệt. Thôi, tôi nói là đừng có bóng nữa mà. Kazama sẽ chiêu đãi tất cả các bạn nước ép trái cây ấy nha. Bộ. Chào chị, em lại gặp chị rồi. Em gái của chị đúng là một người dễ thương ghê á. Bạn Kazama đúng là người tốt luôn ha. Mình nói mà, học hành cũng giỏi giang nữa. Đúng rồi, về tiếng Anh giao tiếp thì cậu ấy giỏi nhất lớp luôn. Wow, hâm mộ thiệt đó. Tôi nói rồi mà, chưa hết nha. Kazama còn giỏi đá banh nữa, là thiên tài luôn á. Không dám đâu, đá banh mình chỉ thích thôi chứ thiên tài thì không dám nhận. Với lại chạy bộ cũng nhanh lắm luôn á.
Mà mấy bạn cũng biết đó, bà Kazama là con nhà giàu nữa. Trời ơi, làm gì có chuyện đó. Cậu là mẫu người lý tưởng luôn á nha. Thôi mà. Bởi vậy nên ly của Kazama cũng cho tôi luôn để tạo ấn tượng tốt đây. Cho luôn hả? Nhưng mà tôi đâu là người tốt mà. Nè, Kazama, cái này cũng không liên quan. Nè, bình tĩnh lại đi. Dừng lại đi, dừng lại đi mà. Shinosuke, ông quá đáng thiệt đó. Tôi tiêu rồi, ông cứ bỏ ra lẹ đi. Nè, tôi nói là bỏ ra. Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Nè, nè, đừng có vậy mà. Bỏ ra. Bộ. Có thiệt không đó? Trời ơi. Phải không vậy? Vậy nghĩa là Kazama thích mặc quần trong hiệu cô bé phép thuật mua AP luôn. Không không, cái này chỉ là tình cờ thôi à. Đúng thiệt là cậu ấy thích cô bé phép thuật mua AP rồi. Tới mức độ mặc quần hiệu mua AP luôn rồi thì chắc chắn là fan cuồng rồi. Không phải là vậy đâu mà. Tại sao ông lại mặc cái quần hiệu đó vậy? Nhiều chuyện. Hôm nay tôi không thả cho ông đâu nha xe. Không thể nhìn người từ bề ngoài được mà. Đúng rồi, tụi mình đi chơi game đi. Ý đồ của Hima. Nè, sao lại lấy đồ chơi yêu thích của anh đang ngồi liếm như vậy chứ hả Hima? Làm gì kỳ vậy? Nè, đứng lại. Đứng lại. Đúng là chạy trốn thì nhanh lắm mà. Mình đã cố tình để cái đó ở dưới cùng của hộp đồ chơi rồi mà cũng. Từ hôm qua tới giờ Hima để ý cái này rồi. Sao tự nhiên lại thích liếm như vậy ta? Dân hài hết trơn à. Lao nè, lao nè, lao nè. Không lẽ liếm cái này thấy ngon hay sao ta? Hay là liếm cái này sẽ cảm thấy hạnh phúc ta? Có thiệt là liếm cái mông của món đồ chơi này thì sẽ mang lại cảm giác hạnh phúc cho mình không? Có thiệt là đem lại cảm giác hạnh phúc không? Có phải không ta? Dở ẹt à. Đúng thiệt là liếm liếm cái này có gì đâu mà vui chứ. Suy nghĩ của tụi trẻ bây giờ thiệt là khó hiểu. Nếu mình để lại chỗ cũ trong hộp đồ chơi này nữa thì Hima sẽ tiếp tục lấy ra liếm nữa cho mà coi. Đúng rồi, mình có vô trong tủ đồ luôn. Chỗ này không được rồi. Nếu vậy thì mình sẽ để lên đầu tủ. Chỗ đó chắc chắn Hima không giơ tay tới được. Nhưng mà mình cũng không giơ tay tới được luôn. Làm sao đây? Làm sao để Hima không lấy cái này liếm liếm nữa bây giờ ta? Đúng rồi. Mình sẽ bôi ớt cay lên là được. Công nhận mình thông minh thiệt. Không dám đâu nha. Ok đâu rồi, ok đâu rồi. Không có ha. Lấy đại wasabi cũng được. Phát hiện có cá sống luôn nha. Vừa có wasabi luôn. Ok, vậy thì mình làm vài miếng rồi uống sữa. Rồi, xin mời dùng món nha. Khuấy đều wasabi lên, khuấy đều. Tuyệt vời. Mà
mới đó mà tới giờ rồi à. Phải đi chuẩn bị cơm tối mới được. Tuyệt vời. Cái đó là món mẹ chuẩn bị đồ nhắm cho ba tối nay đó. Không được ăn như vậy. Con cũng muốn ăn đồ nhắm đó nữa. Uống sữa mà đòi ăn đồ nhắm hả? Vậy thì con uống nước trái cây để nhắm nha. Không được. Hả? Anh về rồi đây. Ba đã về rồi hả? Ba có mua bánh cho con nhiều không ba? Ai chà chà, rồi giờ làm chai coi. Chà, một chai. Một chai này có thể xua tan mệt mỏi của một ngày làm việc vất vả đó nha. Hay á. Em ơi, có đồ nhắm gì không em? Em đã mua cá sống để sẵn trong tủ lạnh đó. Là cá sống hả? Ngon đó ngang. Chà, sao lại là món con gia cư sống chứ? Tại vì cá sống để trong tủ lạnh xin nó ăn mất tiêu rồi. Tại con nói là con thích ăn cá sống mà, có đúng không nè? Đúng không? Nén lấy ăn còn nói nữa hả? Đúng thiệt là hết cách với nó luôn. Thôi ngồi vô làm ly đã. Ây chà. À, đã quá. Ơi không được con. À, đòi uống bia luôn. Trời ơi không được, 20 tuổi trở lên mới được uống bia nghe chưa. À, vậy Hi Ma muốn uống bia hả? Được. À, vừa rồi mình mới làm cái gì vậy? Trời ơi. Chắc là chị Nanako đang nhắc con á mẹ. Mẹ mới rắc tiêu vô đồ ăn đó. Không được, con không được uống bia. Ờ, chơi banh hả? Rồi. Ờ, bà chơi với con ngang. Chuẩn bị. Đây. Rồi, quăng qua ba đi. Wow. Hi Ma quăng được trái banh xa tới vậy luôn ha. Nè. Chắc là Hi Ma tính dùng trò này để dụ mình. Chà, cũng ghê gớm thiệt ha. Trời ơi, mồi nhắm có chút xíu, không đủ uống bia gì hết trơn. À, mình còn có đậu phộng rang mà. À. Ê nè, ba nói không được rồi mà. À, mới uống có nửa chai. Bà xã hơn cho anh một chai nữa đi. Không được, một ngày một chai đã hứa rồi mà đúng không? Thì du di cho anh bữa đi. Không được mà. Cần khăn nước quá à. Không được.